Dạ, kính thưa quý vị, thì trở lại vấn đề tin thế giới, như mấy ngày qua thì ngoài cái vấn đề mà chúng tôi trình bày là Nga Xô đã từng có cách đây và một thời gian đã tấn công cái hệ thống điện, mạng lưới điện quốc gia của Ukraine, thì vừa rồi ở bên Anh, Anh Quốc cũng đã loan báo là hệ thống điện toán máy tính gọi là server, tức là những cái máy ở Việt Nam gọi là máy chủ, tức là những cái dàn máy computer để mà rất là lớn, tức là họ làm chủ tất cả những cái mạng lưới điều khiển quốc gia của họ cũng đã bị hack, đã bị có người muốn thâm nhập vào lũng đoạn phá hoại cái mạng lưới đó. Thì kính thưa quý vị, rồi gần đây nhất như là quý vị thấy là truyền thông Hoa Kỳ bắt đầu đã loan tin nói là Syria, là tổng thống Bashar Assad của Syria đã chuẩn bị mà sử dụng vũ khí hóa học để mà tấn công những cái thành phần đối lập, những cái gọi là đồng minh do Hoa Kỳ ủng hộ để mà muốn lật đổ cái chế độ mà chính phủ của Assad. Thì kính thưa quý vị, giống như chúng tôi trình bày là bây giờ Hoa Kỳ, chúng ta còn nhớ là thời mà Tổng thống Barack Obama thì ông vẽ ra một cái, ông gọi là một cái line, một cái giới hạn, cái ranh giới, ông nói cái làng ranh đó là vũ khí hóa học. Nếu mà chính phủ Syria, tức là Assad, mà sử dụng vũ khí học là sẽ vi phạm, sẽ vượt qua cái giới hạn, cái làng ranh đó. Và đó là where America draw the line. Có nghĩa là ý ông nói là đó là cái giới hạn không thể chấp nhận được. Nhưng mà khi mà Syria sử dụng vũ khí học giết hại đàn bà, trẻ em, thì Hoa Kỳ lúc đó là Tổng thống Barack Obama cũng có tính sử dụng, cũng có tính là phải coi như là có những cái hành động quân sự để mà gọi là để không phải chứ dằn mặt, nhưng mà coi như là để chứng minh cho Asia biết là Hoa Kỳ là không có chấp nhận cái vấn đề sử dụng vũ khí học. Nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống Barack Obama đã không dám đi đến quyết định gọi là coi dùng biện pháp quân sự để mà là coi như là răn đe Syria. Thì đến bây giờ, kính thưa quý vị, là đến thời Tổng thống Donald Trump thì cũng là trở lại cái vấn đề tương, cái tình huống tương tự. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là nếu mà Syria dùng vũ khí hóa học để mà tấn công những cái lực lượng đối lập, tức là đồng minh mà do Hoa Kỳ hỗ trợ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ hành xử ra sao, sẽ có quyết định tấn công quân sự đối với quân lực của Syria hay không. Và như chúng tôi trình bày, cái đó nó sẽ đi đến một cái tình trạng là cuộc chiến gọi là proxy war, cuộc chiến tranh ủy nhiệm để mà phe Nga Xô và phe đồng minh Hoa Kỳ có thể gián tiếp mà coi như là thử gọi là tham chiến, mà không có đi đến cái tình trạng mà trực chiến để mà có thể đưa đến cái vấn đề mà chiến tranh nguyên tử giữa hai cường quốc nguyên tử. Thì cái vấn đề đó thì tạm thời là trong thời gian tới, trong vòng vài ngày tới thì sẽ ngã ngũ, để chúng ta xem rằng là trong cái khu vực này thì cái động thái của Hoa Kỳ sẽ ra sao. Như chúng ta biết là hiện giờ là Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ và chính Tổng thống Donald Trump cũng đã được biết là trước đây là Tổng thống Putin đã quyết định can thiệp vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Thì chính Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng là Tổng thống Barack Obama đã không có hành xử đúng với cái sự kỳ vọng mà của ít nhất là cá nhân ông, tức là cái hành động đáp trả của Tổng thống Obama là gần như là im lặng, là không có tỏ một thái độ cương quyết mà dứt khoát. Thì không biết là nói theo kiểu đơn giản là được đằng chân lân đằng đầu, thì không biết là bây giờ chính quyền của Tổng thống Putin, Nga có còn dám tiếp tục có những cái hành vi gọi là ngang ngược lộng hành như vậy nữa hay không. Và chúng ta chờ xem. Thì cho phép chúng ta trở lại cái vấn đề
của châu Á Thái Bình Dương, tức là Đông Á hoặc là Biển Đông. Thì như quý vị biết, gần đây ở Việt Nam có rộ lên những cái dư luận mà theo chúng tôi thì giống như chúng tôi trình bày, nếu mà chúng tôi không nắm được vấn đề thì chúng tôi không dám lạm bàn. Tức là có những cái người đưa như những cái luồng tin về vấn đề là quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Cộng, giữa những tướng, thì theo chúng tôi không dám dùng hẳn cái từ tin đồn, nhưng mà tạm thời đối với chúng tôi là những cái nguồn tin đó là có nhiều nguồn và chưa được kiểm chứng, thì chúng tôi chỉ có thể xin được chia sẻ về cái nhìn chung mà chúng tôi đã theo dõi, chúng tôi đã lưu ý từ rất lâu. Tức là như chúng tôi trình bày là cái khả năng, cái quan hệ, cái vai trò của Trung Cộng đối với cái vùng Đông Á này, kính thưa quý vị. Thì như chúng ta thấy hiện giờ là Tổng thống Donald Trump đã nói là cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ chưa bao giờ tốt hơn. Rồi như chúng ta thấy là trong cái cuộc họp này thì đương nhiên ngoài những cái vấn đề mà những cái hợp đồng về quân sự, khí tài, khí cụ hoặc là những cái quân dụng, những cái hợp đồng về quốc phòng thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà ít nhất là có một vấn đề mà chúng tôi đọc ở đây là vấn đề liên quan đến vấn đề visa, mà họ gọi là visa là H1B, có liên quan đến với những cái chuyên viên điện toán của Ấn Độ mà qua Hoa Kỳ để hoạt động, kính thưa quý vị. Thì trong cái, cho phép chúng tôi dùng cái cục diện, cái ván cờ, của cái bàn cờ, cái thế cờ ở Biển Đông, thì chúng ta thấy là từ xưa đến giờ chúng tôi chưa nhắc đến Ấn Độ. Thì có một cái vai trò của Ấn Độ mà chúng tôi thấy rằng là nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở cái điểm là chúng ta thường, khi mà quý vị còn nhớ là khi mà nói đến Trung Cộng thì người Việt Nam chúng ta rất là căm giận, rất là bực tức khi mà nói đến những cái trường hợp họ thu mua trân châu, họ thu mua hải sâm, họ thu mua chim cút, tức là họ bịa ra những cái chuyện để ra những cái dịch, và cuối cùng họ lũng đoạn cái nền kinh tế của chúng ta ở Việt Nam, là vì họ dựa vào nguồn vốn và họ dựa vào cái lòng tham, thiếu hiểu biết của những người nông dân, những người ngư dân, từng cá nhân một chạy theo những cái dịch mà do họ tạo ra, để mà cuối cùng là như quý vị thấy là dưa hấu phải đem đổ hết cho châu bò ăn, rồi giống như mới đây thịt heo là coi như phải bắt toàn quốc phải mua thịt heo ăn tại vì Trung Cộng không có thu mua nữa. Thì ý chúng tôi nói đây, kính thưa quý vị, từ xưa đến giờ theo cái hiểu biết, cái theo dõi của chúng tôi thì hầu như chỉ có một quốc gia duy nhất mà đã từng sử dụng mà chúng ta gọi dân giá là gậy ông đập lưng ông, tức là dùng những cái chiêu thức đó để mà coi như là đập vào đầu Trung Cộng, là Hoa Kỳ. Thì như chúng ta nói một cách đơn giản cụ thể hơn, tức là Trung Cộng là bây giờ đã trở thành một cái nhà máy gia công cho khắp thế giới, mà đương nhiên quý vị, chúng ta ai cũng biết là một trong những cái bạn hàng lớn nhất của họ là Hoa Kỳ. Nhưng mà kính thưa quý vị, Trung Cộng quên một điều là bất cứ lúc nào Hoa Kỳ cũng có thể gọi là ngưng giao dịch với Trung Cộng. Thì lúc đó thì cũng không khác gì những cái chiêu trò mà họ đã từng áp dụng đối với người dân Việt Nam chúng ta. Tức là khi mà họ rao giá thật cao để họ thu mua những cái trân châu, những cái món nông sản nào đó, rồi sau đó họ ngưng, khiến cho cái nền kinh tế của chúng ta bị lệ thuộc vào họ. Thì họ, Trung Cộng quên một điều, bây giờ Trung Cộng cũng sẽ lâm vào cái tình trạng đó. Và cái nước, cái quốc gia mà có thể thay thế họ một cách dễ dàng nhất là Ấn Độ. Và như chúng ta thấy, ngoài Ấn Độ ra, như trước kia chúng tôi có trình bày, là cái khối Asian có 10 nước, thì những cái dân số đó không kể Ấn Độ thì cũng có cả tỷ dân. Thì kính thưa quý vị, vấn đề chúng tôi muốn nêu ra đây là nếu mà khi mà Trung Cộng ép buộc Việt Nam phải đi theo Trung Cộng, có nghĩa là bây giờ cụ thể nhất là quý vị thấy là ExxonMobil ký hợp đồng với Việt Nam
để khai thác cái giàn khoan ở trong thềm lục địa Việt Nam, mà Trung Cộng lại kéo cái giàn khoan 981 vào để tạo áp lực, để răn đe. Nhưng mà họ quên một điều, kính thưa quý vị. Theo chúng tôi biết, giả dụ khi mà nói cái hợp đồng giữa ExxonMobil là Exxon đầu tư vào Việt Nam từ 15 cho đến 20 tỷ, thì theo chúng tôi biết là thường là giống như nói một cách dân dã ở Việt Nam, khi mà có những người mở quán bar, mở quán rượu, mở vũ trường, quán karaoke, họ mời những cái tướng công an, những chủ tịch phường, những tay đầu gấu, những người có máu mặt vào, thì kính thưa quý vị, rõ ràng nói theo kiểu dân dã là họ dựa hơi những cái người đó, những cái người đó bảo kê cho họ. Thành ra bây giờ ở trên cái cục diện thế giới thì theo chúng tôi thấy, khi mà ExxonMobil, tức là đại diện cho Hoa Kỳ, ký hợp đồng với Việt Nam, thì ít nhất Việt Nam đã bắt đầu muốn nhăm nhe, muốn dựa hơi Hoa Kỳ. Thì khi mà nói Hoa Kỳ đầu tư 15-20 tỷ vào Việt Nam, thì theo chúng tôi biết, thì cái công trình đó nó phải kéo dài 10-20-30 năm, và nó phải cái tổng giá trị của nó phải lên đến cả 100 tỷ, tức là người ta phải thâu cái lợi nhuận, cái tổng sản lượng nó phải lên đến hàng 100 tỷ, chứ nó không đơn giản là chỉ có 15 tỷ. Thành ra khi mà Hoa Kỳ đã ký hợp đồng với Việt Nam, thì chúng tôi nghĩ rằng cái vai trò của Trung Cộng trong tương lai nó sẽ không có đơn giản như là họ nghĩ. Có nghĩa là hiện giờ Hoa Kỳ, như chúng ta biết là Hoa Kỳ đã từng có cái câu khẩu hiệu là không có kẻ thù vĩnh viễn, thì kính thưa quý vị, họ cũng không có bạn hàng vĩnh viễn. Mà như chúng tôi trình bày mới đây, thì trên truyền thông lại có một cái theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là Trung Cộng là một nước là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Thì như chúng tôi trình bày, họ bắt đầu có những cái thông tin không có thuận lợi cho Trung Quốc. Thành ra chúng tôi không biết là cái chính sách của Hoa Kỳ trong tương lai đối với Trung Cộng đi về đâu. Nhưng mà rõ ràng là Việt Nam khi mà bắt tay với Hoa Kỳ thì không có cái lý do gì để mà phải e dè, nể sợ Trung Cộng trong cái vấn đề mà khai thác dầu ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại phần cuối của chương trình sau phần thông tin thương mại.